cắt cái gì kia. Hai người giữ. Bí sửa nhát cắt tiền tỷ ấy rồi. Nhát cắt tiền tỷ ấy rồi. Đang à. Lại được cái ấy dính cái kia. Lại được cái bàn tay Phật rồi nha. Lại được cái ngọn rồi. Năm ngón rồi các bạn. Yeah. Bàn tay năm ngón rồi này. Kia đúng rồi. Thấp xuống đến cái tay cong cong rồi nha. Chào luôn. Hỏi ý kiến thì đã cắt vã ở phần. Hỏi họ cắt chỗ nào. Đấy. Bao tiền đi ông? Cái đấy 1.500.000. Đấy, 1.500.000. Không tính công cắt. Không tính công cắt. Đấy, lâu lắm mới được cắt kẹp được tỷ. Đây chuột dáng làng đây. Đây chuột dáng làng bao tiền không? Đây chuột dáng. Bao tiền đi ông? Phi nó rẻ. Phi da này 3.500.000 đấy. À, 3.500.000. Cái bụi lục vừng này cũng phù không ạ? À? Ừ. Là bao nhiêu tiền? Cái được 1.500.000 đấy. Cả bối rồi 3 cây này. Bối đấy. Cái này thì... Trả anh nhé, trả anh hơi dễ dàng. Trả anh thêm đi. Chả thêm đi, người ta đục vài cái thôi, ta không máy rồi, ta đưa cái này thì mới là đẹp này. Đục này, đục này. Đâu chích 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 chích. Như cái ngay vàng anh ơi. À. Người để cho cái cục xanh để đem về ươm luôn thì không để nhặt cái này lên kê để kiến. Chẳng kiến đây cái viên gạch toàn kiến. Nhát cắt tiền tỷ à? Nhát cắt tiền tỷ à? Không nhát cắt này là không thêm rồi. Rồi, ok không? Đặc sắc đấy. Ở đâu anh? Em á? À? Em quay nào đẹp đâu nhỉ? À con Điền á? Cũng được, phải nuôi, nuôi lâu. Phải nuôi. Cái ổi này của bác nào mà có cái quả to thế nhỉ? À. Điên ơi. Ổi này, có quả... tiền đấy để đưa lên đấy xong cái đâu cho. Sao lại có một lại có khách rồi. Lại có một quả này. Ổi đẹp. Cho số điện thoại. Sợ tí chín quá rồi. Số điện thoại nhỉ? Chín lắm rồi, được. Đẹp. Người đẹp. Người đẹp, người đẹp cho xin cái số điện thoại để giao lưu với ổi. Sao ơi, mày là độc đáo. Độc đáo rồi, cho số đi. Báo số là số điện thoại không ở 4.500.000 nhưng mà số điện thoại ấy. Anh em ở xa nó mua thì làm nào đấy, nhưng mà cái số ngày xưa nó đổi cái đâu số rồi 077 33 358 chả nhớ đấy đọc luôn tình anh nhỉ là ổi này chắc 3 quả một cân đấy. Ừ. 3 4 quả một cân. Để xem cái mặt sau nó nào. Cái ổi lúa. Nhìn là chín trước kia thì nó thịt. Đấy, cái ổi già to. Chật quá, không cả. Đấy, mặt này đẹp. Thân hổi đẹp chưa? Ok, để ra lùi ở đây cái nó vướng lắm. Nghệ nhân lại vào cây đẹp quá. Nghệ nhân này cây này thì bao nhiêu đấy? 40 triệu. Đúng rồi. Được cây nhỉ? Cây này cao. Quay cái mặt sau cái đã. Sau không đẹp bằng mặt trước đâu. Thế mà cứ đủ các mặt. Ừ, nhưng mà càng mặt sau xấu hơn thì càng quay kỹ hơn. À,
cao khoảng 1m6 nhỉ. Đấy, bỏ. Ai cầm bỏ. Dạ, yeah, cao khoảng 1m6, cái này thấp nhỉ. Cái này không cao đến 1m6 đâu chú ơi. Không đến à? 1m4 thôi. À, đấy, ôi thấp hơn anh. Anh là 3m7 đôi đúng không? Thế rồi, anh là 3m7 đôi, thế cây này nó khoảng 1m4. Chất liệu Nam Điền đấy. Bóng rất đẹp, bóng rất đẹp, bóng rất đẹp. Anh trước hình như độ này cao hơn hay sao ấy? Đúng, lùn hơn, kéo hơn là lùn hơn. Lần này, lần này cao to hơn đấy. À, cao hơn, to ngang hơn. Đâu nào của cán bộ có cây gì đây? Anh mấy cây rồi, ba cây rồi. Ui, đồ này đẹp đấy. Đây rồi, đấy. Ừ, đẹp mà nhưng đồ, mà nó chả đáng bao nhiêu tiền. Đồ cao cấp đây nó bao nhiêu tiền? Đây. À, đấy, còn cái này gì? Đó, à, bao nhiêu đâu, phải triệu chú. Anh Nam Điền đấy. Đấy gọi là lâu lâu trở lại chợ thì bán nó hợp lý cho anh em giao lưu. Đây đây. Xong rồi bán đắt dần. Đây đây. Đây xem này. Xoay ở vòng. Đấy. Xoay á? Mũm mĩm lắm đấy. Phải xoay không? Xoay đi bác, xoay cho em xem này. Đây mặt xấu này cho các bác xem kỹ đi. Đấy, mặt nào cũng được. Đấy. Không xấu à, đâu. Mặt này xấu rồi. À, thì nó là lưng mà. Ừ. Đấy, mặt này là phải. Ờ, nhưng mà cũng không xấu lắm, đẹp. Ừ. Mặt trước rất là lực, rất nở. Đấy, mặt này thì đẹp hơn. Đấy. Mặt lưng thì xấu hơn. Chịu khó nuôi cái cổ ngọn lên cái là ok. Đây. Con này này. 7 đồng. Ừ. Đấy, còn con này thì bao nhiêu đây? Đây. Con này thì bao nhiêu ạ? 5 triệu. 5 triệu. Đấy, sạch sẽ, phôi nhưng mà sạch sẽ. Phải đọc số đúng không? À, đọc số. Khán giả 982 0982 705 705 096 096. À. Xuân trước, trước cao. Đây. Anh cao, cao văn trước. Cao xuân ấy ra là xuân trước đấy. Anh cao xuân trước. Đấy. Người đẹp hơn cây. Người cao hơn cây. Cây rất đẹp, cây đấy là giống anh đấy. Đấy. Người nào cây đấy? Sao rồi. Sao cái này chín nhỉ? À ơi ừ nhỉ, cái đấy bao nhiêu? Cái đấy bao nhiêu? Cái này bao nhiêu? 3,5 triệu. 3,5 triệu mà chú. Này đấy, chả đáng bao nhiêu đâu. 3,5 triệu. Đấy. Đây. 3,5 triệu phôi nhỉ chú? 3,5 triệu à? Ừ. 3,5 triệu chú. Đấy, chăn nuôi tốt quá. À, đình vời đây, cây của đình vời đây. Đình vời đấy. Là móng. Móng. Móng là. Móng là. Cái này cái gì đây? Thị thơm. Thị thơm bị bả. Thị bắc ấy, thị ta ấy. Thị lạ lạ ấy hỏi. Này này, đưa cái này về vườn được này anh Việt. Làng sau là đôi năm nữa là có bóng đẹp. Làng thấp. Cái móng nhỉ? Móng. Móng kìa quá đây. Móng kìa. Chú kia nó để ông khách để của chú. Dạ. Có họ gọi để chú chú để cho khách. Ông anh không nhờ mà. Có người cái này đẹp hơn này. Để tối nay về lại cho ông xem. Nhưng mà vào Sài Gòn có chở được không? Đi đâu chẳng chở được. Có tiền là được không? Cà Mau chở được hết. Tức là tiền ship nó phải cao tiền hơn. Không, cái này là mình tự thuê xe vào như đúng không? Thuê xe chạy thẳng vào luôn. À, luôn. Tốt quá. Có thế à? Giá cả thôi như đúng không? Cả... 10 triệu tiền chở. Thế thôi. Vậy cái quay cái con đấy thì đi con dáng làng đi. Con này thì quay mấy lần rồi? À thế à? Quay đi. Ngồi đấy. Không. À đây, đây có cái cây thị cái túc cái sộp được của ai ấy nhỉ? Túc à cũng có thị liên, thị liên đấy. Bao tiền nhỉ? Ừ. Được. Thị liên, thị liên đây nó là sộp. Sộp, sộp. Chú chơi cái to đấy à? Chú chuyên gia đây của chú rồi đó. Nạp trước kìa.
đúng là đứng cạnh trước, đằng trước đẹp nhất. Đẹp đấy, bên này đẹp. Đấy, vướng quá, không ngồi được, không quay được. Ra. Ok. Đấy. Em cũng nhìn thấy thế. Đấy, đẹp đấy các ông ạ. Ok. Quay kỹ cái này của anh Kiện này tí. Cây này rất hợp với cán bộ. Báo rồi. Ừ. Anh em là có nhu cầu thì cứ xin liên hệ. Điện thoại đây. Báo giá cho cán bộ rồi. Đó. Báo đi. Lấy thì nó giá nó rất giảm. Để đâu? Ở đấy để đâu? Nó vào để ở ngoài viện khoa học. Rồi cái này cho các cháu về luyện tập thể thao trên leo trèo tốt quá. Rồi. Thấp. Thấp. Lùn tịt. Đấy. Đứng vào đây cái là lùn được. Lùn hơn cả anh trước nhá. Đấy. Dẫm vào đây, là lên cây trèo. Là lên cây chính nên trèo lên đấy. Mát quá. Ra. Qua cả bộ. Đẹp. À. Anh về, làm gì con. Chết. Thích là phải nhích luôn. Thích là nhích luôn. Đấy, cây này thì từ có tướng đi bay xa lắm ấy. Cái này có tướng đi du lịch xa. Đẹp ạ. Cái gì quay bất cứ một chiều nào nó cũng đẹp. Đa chiều. Đa chiều cả. À. Đấy, bác thấy mê không? Đa chiều thật, không là gì à? Cây đẹp, cây cái túc, cái cổ cây đẹp. Ta vâng. Ok anh. Nói chung là yên tâm đến tận sân. Đấy, cây hay các bác. Cái túc chắc phụ kia lấy luôn rồi.